Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Commenter. Ngày hôm nay thì mình sẽ mang tới cho các bạn một combo hơn 60 triệu, từ 60 triệu đi cho nó chuẩn, thì để dành cho các bạn nào đang muốn trở thành một streamer thực thụ. Và để được trở thành streamer, các bạn sẽ cần đến em này. Đây là Intel Core i9 11900K. Nhìn sơ qua phần vỏ hộp thì đảm bảo các bạn luôn cũng đồng ý mình, đó là vỏ hộp đẹp. Thì đây là một mẫu CPU mới nhất đến từ Intel, có 8 nhân và 16 luồng. Thì cứ coi như 8 nhân 16 luồng thì một số bạn sẽ nghĩ là nếu như mình vừa chơi game và vừa livestream thì liệu có đủ hay không? Thì mình xin trả lời luôn là quá thoải mái để các bạn vừa livestream vừa chơi game. Kể cả các bạn chơi game theo đoạn Full HD, 2K hoặc thậm chí là có thể là 4K, thì cái mẫu CPU này cũng được Intel hướng tới, đó chính là dành cho những cái bạn nào mà đang có nhu cầu livestream hoặc là chơi tất cả các tựa game. Thì lý do vì sao? Bởi vì cái GPU bên trong được cải tiến thêm một chút này, bắt đầu được kích hoạt luôn, các bạn sẽ không cần phải vào trong BIOS kích hoạt bằng tay. Và khi các bạn livestream và sử dụng phần mềm OBS chẳng hạn thì hoàn toàn có thể sử dụng nhân iGPU để có thể gọi là encode video, đẩy cái luồng livestream lên. Thì khi đấy nhân CPU với GPU sẽ chỉ hoạt động để cái FPS chơi game các bạn được tốt nhất. Thì để gánh được CPU Intel Core i9 11900K, chúng ta sẽ cần mẫu mềm đủ tốt để có thể gánh được. Bởi vì là mặc dù có 8 nhân và 16 luồng thôi, nhưng xung nhịp của mẫu CPU này không phải một dạng xung nhịp thấp. Và chúng ta sẽ cần đến em Ryzen 590 Arrow Master. Thì cái mẫu mềm này sẽ có chi phí đầu tư rơi vào khoảng chừng hơn 10 triệu đồng. Thì mình cũng đã có giới thiệu cho các bạn ở cái mẫu mềm này trong một video khác rồi. Nhưng mình vẫn sẽ nói lại cho các bạn, bởi vì trong video đấy mình sử dụng Intel Core i7. Thì đối với Intel Core i9 thì chắc chắn sẽ gánh rất tốt, bởi vì sử dụng đến tận 2 cổng cấp nguồn 8 pin để cấp điện cho CPU. Và ở đây thì trong phần bên ở đằng sau các bạn có thể nhìn thấy được là 18 cộng 1 phây điện để cấp điện cho CPU, thế là cực kỳ thoải mái rồi. Xét về một số những công nghệ được trang bị thêm, Wi-Fi 6 và Bluetooth chắc chắn sẽ là một cái option không thể thiếu cho những dòng mềm cao cấp rồi. Thì đối với Wi-Fi 6 thì các bạn hoàn toàn có thể chơi game không dây. Nhưng theo mình, nếu như bạn nào mà có nhu cầu livestream thì vẫn nên cắm trên mạng dây để đảm bảo cho kết nối các bạn ổn định nhất có thể. Về thành phần RAM để mà cắm lên cái mẫu mềm này thì tổng cộng sẽ có 4 khe RAM, thì mình sẽ lắp sẵn là 32GB. 32GB sẽ một dung lượng đủ tốt để các bạn có thể sử dụng hầu hết các cái công cụ như cái của các bạn với edit video này, các bạn livestream hay là các bạn mở nhiều tab, thì 32GB là cực kỳ phù hợp. Và vẫn còn hai khe trống nữa để các bạn có thể nâng cấp thêm. Còn về phần SSD thì có rất nhiều các khe SSD để các bạn có thể nâng cấp sao cho nó phù hợp nhất, thì túi tiền các bạn bao nhiêu thì các bạn nâng cấp bấy nhiêu. Về còn cái kẹp PCIe là để các bạn cắm được quạt đâu ạ. Thì ở trong cái mẫu bên này chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 khe PCIe với kích thước là X16 và đều được bọc thép để các bạn có thể cắm được card đồ họa sao cho phù hợp nhất. Và nhắc đến phần card đồ họa thì mình sẽ sử dụng đó chính là card đồ họa RTX 3060. Thì 3060 này của Gigabyte sẽ có chi phí khoảng hơn 16 triệu đồng thôi. Thì khi các bạn chơi game theo độ pha giải Full HD, dĩ nhiên hầu hết tất cả, mình nghĩ là tất cả các tựa game các bạn đều có thể chơi được hoàn toàn mượt mà. Và các bạn có thể chơi các tựa game 2K, đa số tôi 2K, thì một số các tựa game sẽ loanh quanh khoảng chừng 60fps. Thì mình khuyên các bạn là nếu như bạn nào mà livestream thì để FPS cao nhất và khi chơi game mượt mà, bởi vì hầu hết các streamer để sử dụng những màn hình có tần số quét cao thì để độ phân giải là Full HD và khi đấy chơi game FPS sẽ cực kỳ cao. Một số các tựa game có thể vượt qua 200fps, các bạn có thể sử dụng những cái mẫu màn hình lên khoảng tần số quét 240Hz thì chơi game sẽ là cực kỳ mượt mà. Và một số các thành phần linh kiện bổ trợ khác. Còn về thành phần nguồn thì sao? Nguồn thì mình khuyên các bạn sử dụng bộ nguồn công suất thực có công suất khoảng từ 750W trở lên, và phải là công suất thực thì mình sử dụng luôn một bộ nguồn đến từ Gigabyte. Còn về hệ thống tản nhiệt thì đối với mẫu CPU Intel Core i9 các bạn không nên sử dụng tản nhiệt khí, bởi vì tản nhiệt khí khi các bạn sử dụng trong một thời gian mà các bạn chỉ livestream thôi thì đồng ý là vẫn có thể gánh được, nhưng khi các bạn sử dụng tác vụ nặng hơn thì chưa chắc cái mẫu tản nhiệt khí đã có thể gánh được. Thì mình khuyên các bạn nên đầu tư từ tản nhiệt nước All-in-One. Thì ở đây mình sử dụng một mẫu tản nhiệt có RAT 360 để có thể gánh được CPU. Thì cái mẫu tản nhiệt này các bạn có thể nhìn thấy nhiệt độ của CPU ở đây là mình chưa dùng gì, thì nhiệt độ CPU sẽ loanh quanh khoảng chừng từ 37 cho đến 40 độ C, cao một chút khoảng 43 độ tùy vào nhiệt độ phòng các bạn đang sử dụng là bao nhiêu. Còn về vỏ cây thì mình sẽ sử dụng luôn vỏ cây của Gigabyte cho đồng bộ. Và bây giờ thì mình sẽ đến cái phần trải nghiệm hiệu năng để các bạn có thể đánh giá được cái combo của này sẽ như nào nhé.
với khoảng 60 triệu đồng cho một combo dành cho nhu cầu để livestream hoặc thậm chí các bạn chơi game, làm việc thực tế luôn cũng cực kỳ tốt. Các bạn có thể sử dụng để làm việc các bộ công cụ liên quan đến Adobe, hoặc là nặng hơn Premiere Pro cũng có thể sử dụng và làm việc cực kỳ tốt. Vậy thì các bạn đánh giá sao về combo Intel Core i9-11900K, MediaTek 590 Arc Master, cả đồ họa RTX 3060 đến từ Gigabyte luôn? Thì đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Các bạn muốn mình làm thêm về combo như nào nữa thì cũng để lại ngay comment nhé. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.